Rồi ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok các bạn, thì hiện tại tôi đang ở cái ngôi nhà thanh kiếm của tôi đây. Đó. Thì trong khoảng thời gian offline là tôi đã mang lại cái đèn hiệu quay trở lại nhà tôi rồi. Hồi trước là tôi để nó ở cái máy farm slam đấy. Tôi đã mang nó về rồi anh em ạ. Ok anh em ạ, thì trong tập hôm nay là tôi sẽ biến cái hồ ở cái vùng đất thần tiên của tôi trở thành một cái hồ cực kỳ là sinh động và đẹp mắt anh em nhá. À, nhưng mà để làm được cái chuyện đấy là tôi cần rất là nhiều mấy cái đồ anh em ạ. Mà những cái đồ đó ấy là nó chỉ ở những cái vùng đặc biệt tôi mới có. Ok, thì đầu tiên ấy là tôi cần có những cây tre. Những cây tre này là chỉ có ở vùng rừng rậm là mình mới có anh em nhá. Và thứ hai ấy là tôi cần có rặng san hô và dưa muối biển anh em ạ. Thì theo như tôi nhớ là cái tập thứ 13, cái lúc mà tôi xây máy farm đá ấy, là tôi đã từng tìm được một cái vùng aquatic rồi. Đó. Và tôi đã xem lại để tôi lấy được cái địa chỉ của cái vùng đó rồi anh em ạ. Nè, trong qua chúng ta cũng phải tới cái vùng đó luôn. Và cái vùng thứ ba ấy là vùng đầm lầy anh em ạ. Bởi vì tôi cần có bèo và rêu ở cái vùng đó. Đấy. Nè, hôm nay chúng ta sẽ đi chu du để tìm ba vùng anh em ạ. Ok, thế nên là hôm nay chúng ta sẽ đi chu du để tìm ba vùng anh em ạ. Vùng rừng rậm này, vùng aquatic này và vùng đầm lầy. Đó. Xong đó là tôi sẽ quay trở về để tôi cải thiện cái hồ anh em ạ. Ok, thì trước tiên ấy là tôi cần làm một quyển sách để tôi ghi lại những cái địa chỉ để làm được cái quyển sách đấy. Là đầu tiên là mình cần lông này. Xong mình cần dùng đến một túi mực anh em ạ. Đó. Và một quyển sách. Đấy. Gộp nó lại là nó sẽ ra sách và bút. Sách và bút lông đấy. Đấy. Ok, tôi sẽ viết nó luôn anh em ạ. Nào, đầu tiên ấy chính là địa chỉ của vùng aquatic. Aquatic ấy, địa chỉ của nó là ở 2000 anh em ạ. X của nó là 2000 và Z của nó là 1900. Đấy, tôi đã xem rồi. Xong, đấy, ngon rồi anh em ạ. Ok các em ạ, thì bây giờ tôi sẽ chuẩn bị đồ và sau đó chúng ta cùng đi tới vùng biển aquatic để tìm san hô và dưa muối biển anh em nhá. Ok anh em, thì trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà, nhưng mà thật sự nó ý nghĩa đối với tôi rất là nhiều anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thế quái nào mà tới. À đây rồi, ui đây rồi anh em ơi. Đây rồi này. Tôi tìm được vùng aquatic rồi. Quá đẹp anh em ạ. Tốt rồi, tốt rồi. À, bây giờ tôi sẽ xuống và tìm dưa muối biển anh em ạ. Xem nào, xem nào. Ủa em chào cái anh, chào cái anh. Tôi bỏ cái giày cái. Rồi. Đây này anh em này. Cái này chính là cái dưa muối biển này. Tôi hay gọi cái này là cái nến biển anh em ạ. Bởi vì nó sẽ phát sáng ở dưới nước, có đẹp lắm. Đấy. Tôi sẽ cứ đi và tôi đào mấy cái đấy anh em ạ. Úi dồi ôi. Em chào cái anh. Ok anh em ạ, thì nếu mà anh em mà thấy thì là các cái màu xanh đỏ tím vàng này này, nó đều là các cái rặng san hô đấy anh em nhá. Và chúng ta không thể đào được nó bằng cuốc bình thường nhá, mà chúng ta phải dùng cuốc có độ mềm mại anh em ạ. Các cái rặng san hô này nó là các cái rặng màu hồi trước mà tôi đến tôi phá ấy, đúng không? Bây giờ nó vẫn còn luôn à? Ok anh em ạ. Đấy, tôi sẽ phá hết mấy cái rặng này đi anh em ạ, mang hết về luôn. Ô, cái này là cái công trình gì hay thế này? Wow, what? Không ngờ là chỗ này nó cũng có rương luôn à? Bây giờ tôi biết đấy các bạn. Nhử ba ái chà, cần câu này cũng ngon đấy chứ. Ok các bạn, thì nếu mà theo thấy thì cái công trình này chắc là mấy công trình tàn tích nào đó thôi các bạn. Nó có vẻ trước đây là cũng từng có một tộc người cá ở đây các bạn. Hả? Họ cũng để lại một vài cái công trình nó khá là kỳ bí anh em nhỉ? Đấy, thôi kệ đi các bạn. Nào. Đấy, đây này, có khá là nhiều công trình, không biết chỗ này có rương không nhỉ? Tôi nhòm nhòm thử xem có, ôi có này. Tôi không biết là tôi được cái gì. Cái gì đây? Ô, oh, có bản đồ kho báu anh em ơi. Ủa ôi, ngon quá. Ngon quá. Ui sáng không anh em? Anh em thấy cái dưa muối biển nó làm cho cái vùng nó sáng lên chưa? Quá đẹp anh em ạ. Được rồi, kệ cái bản đồ kho báu đi anh em ạ. Bây giờ tôi đi tôi đào các cái rặng san hô ở đây anh em ạ. Ok các em ạ, tôi thấy là tôi đào được khá là nhiều rặng san hô rồi đấy. À, thế nhưng mà có vẻ là vẫn hơi ít dưa muối. Đây này, úi dồi ôi, đấy một đống rặng san hô. Chắc là bây giờ tôi sẽ tập trung tôi lấy dưa muối thôi anh em ạ. Rồi ok các em ạ, thì tôi đã thu thập được khá khá ở đây. À, khá là full đồ luôn anh em ạ.
Tôi nghĩ chắc là tôi đã vứt ra một vài đồ rồi. Bởi vì ấy, nếu mà anh em để ý ấy, là anh em thấy là tôi có 7 cái xô đúng không? 7 cái xô này này. Chính là để bắt cá đấy anh em. Bởi vì là vùng biển Aquatic này là có rất nhiều con cá đẹp anh em ạ. Đẹp lắm. Thế nhưng mà mỗi tội đó là tôi hết chỗ để đồ rồi anh em ạ. Thế nên là chắc là tôi đã vứt đi một vài đồ. Thì chắc là tôi sẽ vứt đi cái cần câu. Không cần cái cần câu đâu anh em ạ. Cần câu là mình tự tạo được mà. Cái giường cũng chả cần đâu ạ. Tôi hy sinh cái giường đi nhỉ. Cái giường muối biển có 4 cái này tôi vứt đi cũng được này. Mấy cái san hô não các thứ này vì sao có mỗi một cái này. Phải từ từ để tôi kiếm thêm cho đỡ phí anh em ạ. Đây, chính nó đây. À, tôi kiếm thêm một vài cái cho đỡ phí. Rồi thì mấy cái san hô ống tròn này, san hô lửa này từ từ này, tôi tìm thêm một tí nữa anh em ạ. Đây để nói này, đấy. Đấy, san hô ống tròn các thứ. Nó đẹp này mang về mình trang trí anh em ạ. Rồi, tôi nghĩ chắc là tôi sẽ vứt lúa đi này. Không cần lúa đâu này. Giường vứt giường đi này. Tôi có 4 ô này, tôi cần 7 ô. 4 ô thì mang được về có 4 con cá thôi anh em ạ. Đây, vứt luôn cái cuốc này đi anh em ạ. Có vứt được gì nữa không nhỉ? Hay là vứt tên đi. Vứt tên đi thì hơi bố đời nhỉ. Vứt grab thêm 1 đi luôn. Rồi, thêm 1 ô nữa anh em ạ. 1 ô nữa thì vứt cái gì nhỉ? Đây, vứt 5 cái dưa muối đi anh em ạ. Rồi, tôi sẽ đi tôi bắt cá anh em ạ. Thì bắt cá đơn giản lắm. Đây nhá, chọn một con cá này. À, cái con cá này là con cá bình thường thôi anh em ạ. Để từ từ, để tôi đi tìm con cá đẹp cho anh em xem. Nó đẹp lắm. Nó màu mèo nó đẹp lắm anh em ạ. Đâu ấy vậy? Ở chỗ này bình thường có nhiều lắm. Đâu rồi? Đây này, đây này, đây này, đây này. Đấy, anh em đẹp không? Đây này, đẹp không? Mình đi gần nó, mình chuột phải vào nó anh em ạ. Nào, nào, ơi, nào, 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 ơ, what, what, thế hay là phải cầm cái xô nước à? Để từ từ tôi thử lại các bạn. Đâu rồi, đâu rồi, đây này, đây này, đây này, đây này, em chào anh, em chào, ui dồi, ui dồi, con cá đấy là con cá nóc anh các bạn. Nè né ra các bạn. À thôi, có gì tôi mang nó về nhà nuôi luôn. Đâu rồi? Anh ơi, đi về về em anh ơi. Anh ơi, đấy, ui dồi ôi. Tôi có được một số cá nhiệt đới đây anh em ơi. Đây này, tôi về là tôi thả ra được. Con cá mà tôi bắt được là con cá thù lù anh em ạ. Cái quái nào tên buồn cười đấy. Để bắt thêm con nữa anh em ạ. Cái con này là con gì? Mày là con gì? Mày là con gì? Ơ, hơi khó anh em ạ. Rồi rồi anh em ơi, tôi bắt được khá là nhiều con rồi anh em ạ. Đây này, đây là một con cá bướm này. Đây là một con cá đuôi gai. Một con cá thù lù. Con cá đuôi gai vàng. Cá hề. Con cá blend ni môi đỏ anh em ạ, gợi cảm nữa này. Và cuối cùng là món cá xiêm anh em ạ. Đây này, cá hề. Ngon quá rồi, đi về rồi anh em ạ, đi về rồi. Nó còn cái bản đồ kho báu phải tính sao anh em nhỉ. Thứ hai là tôi đi tôi nhóm thử cái anh em ạ. Biết đâu là có cái ngon. Thực ra là có cái mắt của biển cả thì cũng ngon đấy anh em ạ. Mà cái thuyền của tôi đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Rồi. Ok, chúng ta cùng đi tìm cái kho báu thử một tí anh em nhá. Biết đâu trong đó có đồ ngon nhỉ? Ok các em ạ. Thì có vẻ là nó sắp tới rồi đấy. Nó biết đâu trong kho báu lại cả bèo và cả rêu và cả các cây tre đấy các em ạ. Thì à, tôi đỡ phải đi tìm hai cái vùng kia đúng không? Đỡ phải đi tìm đầm lầy và vùng rừng rậm anh em ạ. Đây thì là cái bản đồ là nó đánh dấu vào chỗ này anh em ạ. Sầu thế. Tôi bỏ cái khiên ra tôi nhòm xem có đúng không anh em ạ. Bỏ cái khiên ra. Nếu vậy chắc có thể vứt một cái đồ gì đó ra anh em ạ. Vứt được cái đồ gì ra nhở? Bây giờ thì cũng khá là full đồ rồi anh em ạ. Thôi cứ đảo bừa đi chứ biết đâu được anh em nhở. Đây, chắc là ở đây anh em ạ. Ok, thế bây giờ thì tôi sẽ đào thôi anh em ạ. Đây rồi, khá là may mắn anh em ơi. Khá là may mắn rồi. Nó kìa, đây này, ui dồi ôi. Em chào anh Rướm. Em chào anh, em đợi anh từ chiều. Mở ra. Kim cương à? Kim cương bây giờ. Thật chứ anh em, chứ bây giờ nhà tôi bán kim cương thì thật. Kim cương có quá nhiều. Đây này, tôi chỉ cần cái trái tim của biển cả thôi. À, tôi sẽ mang cái trái tim ấy về anh em ạ.
Cái đấy quan trọng lắm. Quan trọng lắm anh em ạ. Còn cái gì nữa không nhỉ? Ui giời, cái cá hồi chả cần anh em ạ. Vàng bạc chả cần. Tôi có hết rồi anh em ạ. Nào tôi mang trái tim về. Nói vậy thì tôi vứt được cái gì đi nhỉ? Tôi vứt cái gì đi nhỉ? Tôi vứt cái bản đồ đi anh em ạ. Mang trái tim về. Rồi. Ok anh em. Đi về nhà thôi anh em ạ. Xong rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ đi về nhà tôi dọn đồ. Xong rồi đó là chúng ta sẽ cùng tiếp tục lên đường đi tìm vùng đầm lầy anh em nhé. Oh, tôi tìm vùng đầm lầy rồi anh em ơi. Tôi tìm vùng đầm lầy rồi. Có vẻ là nó ở khá gần anh em ạ. Tôi đi có mỗi tí. Ngon quá. What? May mắn thật anh em ạ. Ôi phê quá phê quá. Đây anh em ạ. Chúng ta sẽ lấy cái rêu anh em nhá. Cái rêu này. Chúng ta dùng cái này pháo được không nhỉ? Có được không? Ơ ơ. Ôi chết cha rồi, tôi phạm phải một sai lầm rồi anh em ơi. Tôi phải có kéo tôi mới cắt được. Không sao anh em ạ. Thì chốc quá là tôi sẽ đi cái hang động. Sau đó là tôi tìm bạc thì vào tôi làm cái kéo rồi anh em ạ. Đây, tôi sẽ cần những cái bèo này. Đó, cố gắng lấy càng nhiều cái bèo càng tốt anh em ạ. Xin chào rồi anh em ạ. Trời tối rồi. Thế là vừa tôi về nhà tôi quên không làm cái giường luôn anh em ạ. Căng rồi. Anh em chắc không sao đâu. Tôi trâu bò mà. Chắc chắn là tôi đã sống sót rồi anh em ạ. Ôi dồi ôi, đánh tôi. Ôi dồi ôi, phantom luôn à. Ghê thế, thế giờ sao hả? Không sao anh em ạ. Tôi trốn trốn dưới cây rồi anh em ạ. Ôi dồi, em chào anh ấy. Em chào anh zombie. Lắm. Ở gần đây nó có một cái tàn tích của cổng địa ngục luôn này anh em. Ok anh em ạ, tôi vào tôi xem thử xem có gì không hả. Ôi có rương này. Ui chung cũng toàn đồ phạch thôi anh em ạ. Chả có gì nha. Kệ ở đây anh em ạ, chả có gì đâu. Tôi được bao nhiêu cái này rồi. Ô cái này là lá súng anh em ạ. Thực ra cái này nó cũng gọi là bèo chứ. Ok các bạn, theo tôi thấy là bằng này là súng là ngon rồi đấy nhỉ. Có vẻ bây giờ tôi phải đi hang động rồi anh em ạ. Đi hang động để tìm bạc anh em ạ. Tìm bạc thì rồi thì mình còn làm cái kéo nữa. What what. Ui ui u u. Wow wow. Tôi cứ nghĩ là tôi đi bụi rồi cơ anh em ạ. Ui dồi ôi anh em ạ. Thoát tim luôn anh em ạ. Quá là đáng sợ anh em ạ. Đây rồi. Sắp đây rồi. Rồi không sao anh em ạ. Vẫn sống vẫn sống. Vẫn sống anh em nhé. Rồi. Tôi nung cái chỗ này được anh em ạ. Chết chào rồi, tôi có một craft table rồi. Cái vừa nãy mà tôi về nhà tôi quên làm cả craft table rồi. Không sao anh em ạ, tôi trèo trên kia chặt gỗ và sau đó tôi làm lại cái bàn craft là được. Wow. Wow 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 wow. Tôi tìm được cái chòi của phù thủy này anh em. Chòi witch đây anh em. Ui dồi ôi ô. Được đấy. Tôi viết cái địa chỉ của đầm lầy vào trong sách đây anh em ạ. Cái địa chỉ là bao nhiêu ấy nhỉ? Ở à, cái địa chỉ là 128 và 810 à. Ok ok. Sách đâu rồi? Chúng mày đừng có đánh tao ui đông thế. Không sao anh em ạ. Tôi bơi dưới nước thì chúng nó không đánh vào tôi đâu. Đây này. Nào. Viết nào. Nào từ từ á. Xuống dòng. Đầm lầy. Đầm lầy là ở 128 này. Gạch ngang 810. 8 chứ 8 chứ. 810. Xong. Ngon lành luôn anh em ơi. Wow. Cái lúc mà mình dùng sách là mình không bị mất oxy hả anh em? Tôi đứng ở dưới nước từ nãy giờ luôn. What? Cái lúc mà mình đứng dưới nước mà mình dùng sách là mình sẽ không bị mất oxy anh em ạ. Khá là thú vị nhá. Ok anh em ạ, thì là trong cái chòi này nó sẽ có một thằng phù thủy. Đó. Cực kỳ nguy hiểm anh em nhá. Thực ra là một thằng phù thủy bình thường thôi. Cẩn thận chứ không là nó tung độc vào mặt mình đấy anh em ạ.
Đấy, tôi cần đứng xa xa. Úi dồi, từ từ anh ơi. À, tôi cần đứng xa xa đánh nó là an toàn nhất anh em ạ. Đấy, chết ngay thằng phù thủy này nhá. Là nó có một con mèo đen anh em ạ. Nhưng mà tôi không biết là con mèo đen này nó có trong này không. Để từ từ tôi lên nào. Tôi xuống nước qua lên anh em ạ. Nào. Đấy. Đây này. Á. Xin không anh em. Chúng ta có thể bắt được con mèo đen này nhá. Nhưng mà tôi cần nó cá anh em ạ. Và hiện tại tôi chả có cá. Ok anh em ạ. Tôi trông luôn bản chế tạo của phù thủy anh em ạ. Em xin anh cá. Ok. Ôi chết cha rồi. Thế có 7 cục lá quậy thì không đủ làm cái lò nung rồi. Để từ tôi đào thêm một cục anh em ạ. Ui em chào anh, em chào anh. Ôi dồi. Ôi dồi ôi. Wow. May quá anh em ạ. May là không sao. Ôi dồi. Cái đó là cục đá andesit. Đây này. Đấy, được rồi. 8 cục anh em ạ. Về nung thôi. Thế nhưng mà nung là mình cũng cần gỗ đúng không? Đây. Tôi chặt thêm tí gỗ ở đây luôn anh em ạ. Đấy. Về nung bạc. Xong làm cái kéo xong rồi thì mình đi cắt cái rêu thôi anh em ạ. Đâu rồi? Cái chòi phù thủy đâu rồi? Thật sự là tôi khá thích cái chòi này anh em nhá. Nên là tôi sẽ chụp cái chòi lại. À, sau này tôi sẽ tới đây và có thể là tôi sẽ xây một cái gì đó ở đây anh em ạ. Nào, làm cái lò nung nào. Ok anh em ơi, hai bạc là mình đủ làm cái kéo rồi đấy. Yeah. Đấy, ngon rồi. Bây giờ tôi sẽ đi cắt cái rêu anh em ạ. Rồi ok anh em ạ. Thực ra là mình cắt rêu là mình chỉ cần cắt một chút như vậy thôi. Bởi vì là rêu là mình trồng được anh em ạ. Thế nên là sau này mình mang về nhà rồi mình trồng là được. Đó. Ok, đi về nhà thôi anh em ạ. Ok anh em ạ, thì bây giờ là tôi sẽ về nhà dọn đồ. Và sau đó là tôi sẽ tiếp tục tôi tìm nốt cái vùng cuối cùng. Đó là vùng rừng rậm anh em ạ. Ok anh em ạ, thì tôi vẫn đang trong quá trình chạy để đi tìm rừng rậm đây. Một cái làng nữa này. Trên đường chạy tôi gặp khá nhiều là anh em ạ. Tôi không biết là bây giờ tôi đang ở chỗ nào rồi nhỉ. Ôi dồi ôi, 4.000 và trừ 6.000 rồi anh em ạ. Không tìm được một cái rừng rậm nào luôn. Có vẻ là để tìm được cái rừng rậm khá là khó khăn đấy các em ạ. Tôi tìm được cái đầm lầy thì khá là nhanh, nhưng mà tìm được cái rừng rậm khó thật. Thôi các em ạ, theo tôi nghĩ chắc là tôi quay về nhà ở đây. Chưa mà đi lâu quá rồi anh em ạ. Tôi về nhà ở đây. Chứ là mình cũng chả cần đi cây tre lắm đâu anh em ạ. Thì bị thiếu mất cái cây tre cũng được. Thôi bây giờ tôi sẽ về nhà và xong rồi đó là tôi qua cái đảo nấm luôn. Và xong rồi đó là chúng ta cùng bắt đầu cải thiện cái hồ luôn anh em nhá. Rồi ok anh em ạ. Đây, tôi đã mang hết đồ qua cái hồ luôn rồi anh em ạ. À, nhiều đồ không? Khá là nhiều đồ anh em ạ. Tất cả những cái đồ này nó sẽ làm cho cái hồ này cực kỳ là đẹp anh em nhá. Ok anh em ạ. Thì bởi vì là cái hồ nó rất là to này, tôi cho anh em xem này. Nó rất là to ha. Thế nên là trang trí là bây giờ là nó cần phải có từng bước một luôn anh em ạ. Ok anh em ạ, thì cái bước đầu tiên ấy là tôi thấy cái hồ nó rất là tối. Nên là tôi nghĩ là tôi sẽ phải đặt cái dương muối biển trước. Để tôi làm cho nó sáng lên đó anh em ạ. Ok thì theo thấy thế này là có vẻ là khá là sáng rồi anh em ạ. Đó. Thế bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đến cái bước trang trí tiếp theo. Thì theo tôi nghĩ ấy, bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng đến những cái cát và đất thô đi anh em ạ. Thì là cái đất thô này ấy, nó khác cái đất bình thường ở một cái đó là nó sẽ không bị mọc cỏ anh em nhá. Đó. Anh em muốn làm được cái đất thô này ấy, đơn giản là anh em có sỏi, hai cục sỏi cộng với hai cục đất là anh em được cái đất thô. À, easy đúng không? Ok anh em ạ. Thì thật sự là tôi đã trang trí hết cả đất thô và cát rồi. Tôi trông cũng gọi là cũng tạm tạm một đấy anh em nhỉ. Cũng ngon rồi. Ok.
Bây giờ tôi đã nhặt lại mấy cái đồ này và xong rồi đó là tôi sẽ dùng đá anh em nhá. Tôi sẽ trang trí xung quanh bằng đá anh em ạ. Ok rồi anh em ạ, sau rất là nhiều thời gian cuối cùng là tôi cũng đã làm cho nó trông khá tự nhiên rồi này. Đó, khá là lâu đấy anh em ạ, hổ to anh em ạ. Rồi chúng ta cùng qua bước tiếp theo thôi anh em ạ. Bước tiếp theo là tôi sẽ bắt đầu tôi xây cỏ biển và san hô anh em nhá. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đây nào, à thả cá chưa nhở? Thôi từ từ đã, sẽ sống hết rồi hãy thả cá anh em ạ. Úi san hô này. Đấy, và rặng san hô anh em ạ. Từ từ tôi cất mấy cục của ba phần này đi đã. Khiên chả cần đâu, cất hết mấy cái này đi anh em ạ. À còn cái gì không nhỉ? Đây, cỏ biển nữa này. Rồi, mang thêm cả lá cây xuống luôn anh em ạ. Mang thêm cả lá xuống à, từ từ đã. Trông nữa là súng trang trí sau anh em ạ. Đấy, thế này đã. Rồi ok các em ạ, thì tôi đã trang trí hết sạch cả san hô ở đây. À, nói chung là tôi trông cũng gọi là ổn ổn ở đấy nhỉ. Đây, để từ tôi lên bờ sau đó là tôi cho anh em xem này, cũng ổn lắm đấy. Ổn không? Ê, cũng được anh em nhỉ. À từ từ, nó còn cỏ nữa anh em ạ, còn cỏ và lá cây. Để từ từ để tôi trang trí nốt cái này anh em nhé. Ok các em ạ, thì theo thế này là có vẻ ngon rồi đấy nhỉ. Đấy. Được rồi anh em ạ. Đẹp rồi đấy. Ngon rồi. Nào, tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái gì đấy nhỉ? À, tiếp tục cái đấy lá súng em nhá. Đã tới lúc tới lá súng rồi. Đấy, tới lá súng là mình cứ đặt ở trên mặt nước thôi anh em ạ. Thì nó đơn giản hơn. Ok các em ạ. Cho tôi thấy là ok rồi đấy nhỉ. Yeah. Ok thì bây giờ tôi sẽ thử dùng đèn làm sao nào. Thử dùng thử đèn lồng rồi đặt lên mấy cái lá súng xem có được không anh em ạ. À? Có được không? Không được anh em ạ. Ok nếu vậy thì tôi sẽ phải dùng tới những cái cửa sập gỗ sồi sẫm anh em ạ. Cái này là một kiểu trang trí cực kỳ đẹp anh em nhá. Đẹp lắm anh em ạ. Đây này, tôi cho anh em xem. Đâu rồi? Bèo à? Đây, một cái bên trên đúng không? Xong rồi một cái cửa sập ở bên dưới nào. Đấy, sau mình phá cái bên trên đi anh em nhé, phá cái bên trên đi, từ từ nào. Đấy, được chưa? Sau rồi thì mình phá cái bèo ấy đi, đặt cái đèn lồng vào. Đấy, được không anh em? Quá đẹp luôn đấy các em ạ. Ok tôi sẽ làm như vậy xung quanh cái hồ ấy các em nhá. Ok các bạn, được rồi đấy, xịn rồi đấy, hồ thần anh em nhá. Hồ này gọi là hồ của thần anh em ạ, quá đẹp. Rồi ok, nó còn cái gì nữa không nhỉ? Để cho bạn, à con cá, con cá và con rêu. Ôi trời, trời. À hóa ra cái này là dây leo, thế mà tôi cứ tưởng nó là rêu. Rồi ok thì bây giờ tôi sẽ trồng mía xung quanh đây. À trồng xung quanh cho đẹp. Ố cái quái nào mình không trồng mía lên được cái khuẩn tí thể anh em ạ. Mà thôi kệ mía đi nhỉ. Thế này đẹp rồi anh em ạ. Quá đẹp rồi. Hồ quá đẹp rồi anh em ạ. Rồi cất mía đi.
Tôi thấy có vẻ là ok rồi đấy nhỉ. À đây con cá nữa thôi. Tôi thả cá ra. Phê quá. Tôi thích nhất cái đoạn thả cá anh em ạ. Nào. Đây, tôi cho anh em xem nhá. Đấy, ra đi em, ui xinh thế. Sao cá gì mà xám thế? Trời ơi. Ui giời ơi. Đây là con cá hề đúng không? Ái cha. Đẹp không? Quá xinh anh em ạ. Đấy, thả hết ra. Hơi tiếc đó là tôi chỉ có 7 em anh em ạ. Nhưng mà không sao, như vậy là được rồi. Quá đẹp rồi. Đấy, khi nào mà tôi rảnh thì tôi sẽ đi bắt cá thêm. Rồi đấy. Ok thì để từ từ tôi đứng xa xa ra cho anh em nhìn chá. Sao anh em? Hồ đẹp không? Ôi dồi ôi. Đây xứng đáng được gọi là hồ thần tiên anh em ạ. Quá đẹp. Đó. Ok thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhé. Hôm nay là tôi đã xây được một cái hồ thần tiên rất là đẹp. Và tôi đã tìm được một cái vùng đầm lầy và cái chòi phù thủy luôn anh em ạ. Quá là ngon lành luôn. Ok. Chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhé. Cực kỳ yêu với anh em luôn. Ok anh em ạ, thì sau khi làm xong video thì tôi mới nhận ra đó là tôi còn chưa review cho anh em xem cái hồ. Đây, để tôi xuống cái bơi cho anh em xem đây. À, đẹp chưa? Giờ là anh em được nhìn toàn cảnh nhá. Phê chưa? Đấy, được nhìn rõ nét từng tí một luôn. Đây, từ từ để tôi bơi xuống sâu bên dưới cho anh em xem. À, bao nhiêu công của tôi đây anh em ạ. Đấy, quá đẹp anh em nhá. Rồi. Ok anh em.